Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 27 tháng 7 năm 2020. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm bên em buổi tối ngày hôm nay giới thiệu các bạn là chiếc sản phẩm là Samsung S7e. Đây, S7e thì hôm nay nhà mình em về 4 cây. Đấy. Đấy, 4 cây thì là ba cây này là bản công ty nhá. Bản công ty 2 sim 2 sóng và con này là bản xách tay 1 sim ạ. Đấy, bản xách tay 1 sim này. Máy màu xanh rất là đẹp nhá. Đẹp toàn là trên 90% ạ, bao S7e này. Đấy, S7e thì màn hình là cong. Đấy. Pin thì là hơn 3000. Màn hình là độ màn hình là 5,5 inch. 5,5 inch màn hình là độ phân giải của màn hình này, giới thiệu sơ qua này. Con S7e này thì là màn hình độ phân giải của nó là phân giải là 2K. Đấy, con này thì bọn này tất cả là màn đẹp hết nhá. Bốn con này đều là màn đẹp nhá. Màn đẹp là không ám ố nhá. Bốn con này màn đẹp là không ám ố hết các bạn nhá. Đấy. Đây mình sẽ test thử là nghe nhạc xem phim cho các bạn. Thì thứ nhất là màn hình con S7e là màn hình tràn viền. Đấy, thiết kế được nó là tràn viền. Cái lúc thời điểm nó ra tận cũng gần 30 triệu các bạn nhá. Đấy, thiết kế sản phẩm ngày xưa nó là một siêu phẩm các bạn nhé. Thiết kế tràn viền này, màn hình thì độ phân giải là 2K. Các bạn xem phim 2K, các bạn xem phim 4K thì quá tuyệt vời luôn. Đây các bạn này. Đây các bạn thì các bạn nghe nhạc tuyệt vời luôn. Đây các bạn nghe nhạc thì khỏi phải chê luôn. Cái loa này nghe hay lắm. Đây, loa ngoài Samsung các bạn không phải phê luôn nhé. Đấy. Đây mình sẽ mở phim 4K cho bạn xem luôn. 4K xem bọn này nó màn hình độ phân giải 2K rồi. Các bạn xem phim 4K thì quá tuyệt vời luôn. Khỏi phải chơi luôn. Này, mình sẽ tăng độ sáng lên. Này. Màn hình nó sáng đẹp lắm. Không có cá thì hơi bị nhiều tí. Đây các bạn xem phim màn hình 2K. Đây. Các bạn xem phim đây. Riêng màn hình 2K các bạn xem thì không bao giờ độ lóa mờ được nhé. Rất là sướng. Màn hình S7e cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, các bạn nhìn chưa? Rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn nhìn như thật luôn ạ. Đấy. S7e thì hôm nay nhà mình về được là 3 cây nhá. À 4 cây nhá. 3 cây này là bản công ty 2 sim 2 sóng. Bên mình đang bán cho bạn với giá là cực kỳ là rẻ nhá. Đấy. Giá cực kỳ là rẻ, mình sẽ test camera này. Đấy. Camera này. Đây. Camera thì siêu nét luôn. Trước sau thì các bạn tuyệt vời luôn, Samsung thì các bạn khỏi phải chê luôn nhé. Camera trước sau thì siêu nét luôn. Đấy, các bạn bán hàng livestream tuyệt vời hoặc là các bạn tặng người yêu bà xã rất là ok nhé. S7e thì ba con bản công ty này đẹp trên 90% này thì bên mình đang bán cho bạn đồng giá với giá là 3 triệu đồng một con nhé. Con này màu hồng này, các bạn gái hoặc các bạn nam dùng rất là tuyệt vời, màu hồng rất là đẹp nhé. Và hai con màu xanh xanh này nhá. Bên mình đang bán bạn với giá là 3 triệu đồng nhá. Bản công ty 2 sim 2 sóng màn đẹp nhá, không ám nhá. Đây ạ. Và con này thì là gì nhỉ? Bản xách tay 1 sim. Bên mình bằng bán cho bạn với giá là 2 triệu 900k nhá. Máy màu hồng đẹp keng đấy ạ. Tất cả là máy đẹp nhá. À, S7e đấy. Nhà mình nay về được 4 con S7e. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7e này các bạn nhắn tin hàng mình sớm nhất. Một là qua Zalo, số này mình dùng Zalo, và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình, các bạn nào gần địa chỉ cửa hàng mình có thể ship trong qua địa chỉ cửa hàng mình hoặc là khu vực Hà Nội thì mình sẽ ship trong ngày. Và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗi được một tuần và bảo hành là 6 tháng. Và hình thức mua hàng ở xa rất nhiều hình thức. Các bạn tin tưởng bên mình rồi các bạn thể chọn hình thức là chuyển khoản trước. Còn các bạn nào chưa tin tưởng bên mình rồi các bạn thể chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán các bạn phải cọc phí ship cho mình nhá. 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm. Lót 8 thì hôm nay bên em ấy còn 4 con nhé. Đấy, lót 8 hôm nay nhà mình còn 4 con đấy. Đấy, hôm nay chỉ còn đúng 4 con thôi. Đấy. À đâu, như có 4 con, 4 con này. Lót 8 hôm nay nhà em còn 4 con này nhé. Đấy, thì mình sẽ báo giá tình trạng từng con một. Lót 8 thì các bạn cũng biết rồi. Màn hình con lót 8 thì là màn hình của nó là màn hình là 6,3 inch. Độ phân giải màn hình là 2K. Đấy, con tất 4 con này đều là bản Hàn 2 sim nhé. Bốn con này đều là bản Hàn 2 sim 2 sóng. Nên các bạn mua về các bạn dùng ok, vô tư nhá.
Nói chung những sản phẩm Samsung Oppo các bạn chỉ mua về chỉ đập máy mới hỏng thôi, còn bình thường lỗi vặt rất ít nhé. Đấy, Samsung đấy, Note 8 lúc thời điểm nó mới ra là ngang với đắt với ra với giá con xe lít, nên là các bạn thời điểm bây giờ các bạn dùng cũng ok nhé, yên tâm không phải lo. Đây màu đen cũng rất là đẹp này, con này thì đẹp trên 90% này. Đấy, mình sẽ báo giá từng dạng từng con một. Đây nhà mình có bốn con này nhá, thì là mình nói sơ cua qua độ camera thì nó hai camera, một đèn flash vân tay này, mở khóa rất nhiều tính năng này, mở khóa vân tay này, nói chung nhiều lắm, nhiều tính năng này. Đây tất cả là nhận diện khuôn mặt này, mống mắt này, vân tay này, và tất cả mấy con này đều mình là buồn bản RAM 6GB, bộ nhiều trong con này là 64GB bốn con này nhá. Đây con đầu tiên đây thì hình thức cũng đẹp là trên 90%. Đấy, con này thì là màn hình cũng hồng một chút nhưng mà hồng nhẹ thôi nhá, hồng vừa thôi nhá. Đấy, con này thì hồng vừa thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.700.000 nhá. Con này thì hồng vừa nhá, 3 triệu nhạt nhạt nhá, gọi là màn ảm hồng vừa vừa nhá. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn là 3.700.000 nhá. Đấy, 3.700.000 này, màn hồng vừa này, 3.700.000 nhá. Đấy, RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Con này thì hình thức là màn hồng vừa, bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.700.000. Bạn nào không thích nhìn thì màn ám các bạn có thể là vào màn hình này, các bạn có thể là bật chế độ ban đêm này. Đấy, thế là hết màn ám luôn. Đấy, rất là ok nhá. Đấy, và con thứ hai, con này Note 8, con này thì đẹp, đẹp trên 90% luôn ạ, chúng đẹp lắm. Con này thì là màn đẹp các bạn nhé, con này thì là màn đẹp đấy. Đấy, con này thì màn sáng đẹp nhá. Đấy, sáng đẹp cũng là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.500.000 nhá. Đấy, máy màu xanh rất đẹp, đẹp trên 90% đấy ạ. Đấy, Note 8 đấy ạ. Đấy, đẹp trên 90%, con này thì là màn đẹp nhé. Đây, màn đẹp đấy ạ. Đấy, màn đẹp không ảm ạ. Đấy, bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.500.000 các bạn nhé. Đấy. Và con đây là con màu xám này, màu xám gray này. Đấy, con này thì là màn hình không ảm nhưng chỉ bị lưu trữ lưu ảnh nhé. Đây, con này chỉ bị lưu trữ lưu ảnh. Đấy. Con này thì màn sáng đẹp không ám, chỉ bị lưu trữ lưu ảnh. Đấy. Đấy. Camera thì cực kỳ sắc nét, sáng choang luôn này. Đấy. Đây, chỉ bị lưu trữ lưu ảnh thôi nhá. Đấy. Đây, cũng là RAM 6GB. Máy rất đẹp nhé, con này đẹp trên 90% luôn. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.500.000 các bạn nhá. Đấy, 3.500.000 cực kỳ là rẻ. Thì theo cái lời khuyên của mình ấy thì các bạn mua sản phẩm Samsung Note 8 ấy thì các bạn mua những sản phẩm mà ví dụ mình tại vì cũng nhiều người chào mình những sản phẩm mà Samsung Note 8 hay là Note 9, S9, S10 các kiểu mà bị đốm màn hình mà chảy mực màn hình ấy. Ví dụ mà theo cái lời khuyên của mình bán điện thoại ấy, thì các bạn có thể là mua những sản phẩm mà Samsung mà Note 8 hay Note 9, Note 10 mà bị đốm màn hình nhưng mà đốm nhỏ thôi các bạn nhé. Ví dụ đốm như kiểu là hạt gạo chẳng hạn, ví dụ đốm các bạn này, mình cũng nói với các bạn luôn. Đốm như chẳng hạt gạo đây này. Đây các bạn có thể. Đấy. Này, chẳng hạn đốm như hạt gạo ở khúc đây hay là chỗ giữa đây hay là gì đây, nhỏ nhắn thì không sao, ví dụ hoặc là chấm như cái đầu tăm hay đầu gạo. Chấm như nào này các bạn có thể là mua ok. Nhưng mà trường hợp mà đốm to quá, đốm như kiểu là một cái icon này này. Đốm như kiểu một cái icon này này, đấy, các bạn nhìn kỹ cho mình là đốm như kiểu là một cái icon này. Đấy. Đốm to như này. Hoặc là đốm to như này thì theo các bạn thì theo mình thì các bạn không nên mua nhé. Tại vì cũng nhiều người chào mình là cái hàng những hàng đời lắm nhưng mình cũng không thích cho lắm. Tại vì mai các bạn chẳng may bị ấy ra, nó dập ra, nó chảy mực ra hoặc là bị vỡ màn hình ra thì nó, góc nó đã bị dập rồi các bạn, mà mua về nó bị dập ra, nó hỏng mà máy, thứ nhất hỏng máy, thứ hai hỏng màn hình, thì thay màn hình rất là đắt, nhưng có khi đắt bằng cả con máy luôn các bạn nhé. Đấy, thứ nhất là thấy đắt, mà thứ hai là nhỏ không sao, bị tí thì đi mực tí nhỏ không như hạt gạo không sao, mà to quá thì bạn đừng mua. Còn các bạn mà theo trường hợp mình, các bạn mà gì nhỉ, để còn vỡ các kính nữa thì các bạn đừng có nên mua hẳn luôn nhé. Nó thật vỡ các kính nữa thì các bạn đừng có nên mua. Đấy, trừ khi người ta đốm còn được, đốm to thì không sao, các bạn ít tiền thì mua không sao, nhưng mà đốm to nhưng mà đừng vỡ kính. Mà đốm to mà vỡ kính thì theo lời khuyên của mình các bạn đừng mua. Nhỏ thì không, nhỏ thì các bạn có thể là mua được nhé, với tầm tiền giá mà hơn 3 triệu thể mua được, nhưng mà to quá thì các bạn theo lời khuyên của mình các bạn đừng nên mua nhé. Đây là đôi chút tư vấn những sản phẩm mà Note 8, Note 9 mà đốm màn hình thì các bạn có nên mua không. Thì theo mình thì các bạn không nên mua những sản phẩm mà đốm to quá, đốm nhỏ cứ mua. Hoặc các bạn mua sản phẩm mà Samsung mà màn ám như này
bên mình đang bán chỉ 3 triệu rưỡi thôi, màn ám lưu trữ như này, màn sáng đẹp nhưng chỉ lưu trữ như này thôi. Các bạn vào màu đen thì xong, ok luôn nhé. Đấy, thì không nhìn thấy đâu nữa mà 3 triệu rưỡi, tội gì các bạn mua những màn sản phẩm mà đốm to vỡ kính làm gì đâu. Đây, và con này là con màu đen này, con này thì màu đen, con này thì là màn sáng đẹp. Đấy, con này thì màn sáng đẹp, đây nó hơi ám nhẹ ở chỗ đoạn này thôi nhé, nó hơi ám nhẹ chỗ đoạn này thôi. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.200.000 nhé. Đây nó hơi ám nhẹ chỗ này thôi, hơi ám nhẹ chỗ đoạn này. Đấy, còn đâu là màn sáng đẹp đấy. Đấy, màn sáng đẹp chỉ ám nhẹ khung này thôi. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.200.000. Đây, con nó 8 RAM 4GB, RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB nhé. Đấy, máy đẹp là trên 90% đấy ạ. Nó 8 màu đen đấy ạ. 4.200.000 nhá. Con này chỉ ám nhẹ khoang dưới này nhá. Đấy. Ám nhẹ tí chỗ đây thôi, ám nhẹ tí chỗ đây thôi. Các bạn nhìn kỹ cho mình thấy nhá. Còn bình thường như anh em thợ mình để ý mình kỹ thôi, còn các bạn là người tiêu dùng thì các bạn cũng không để ý cái vấn đề đấy đâu. Dùng rất là ok nhá. Lót 8 con này là 4.200.000 nhá. Nhà mình thì có mấy con này thì 3.700.000 này, 4.500.000 này, và con này thì là 3.500.000 này, và con này là con 4.200.000. Thì các bạn xích sản phẩm nào các bạn phải liên hệ chỗ dọa mình để đặt hàng nhá. Đấy. Lót 8 thì thôi bỏ qua, thì mình cũng muộn rồi, mình level qua thì mình cũng đi ngủ mà. Thì các bạn nhớ ủng hộ mình, thì vì tháng này thì mình cũng bận nhiều công việc riêng một chút, thì chắc là mình cũng hạn chế lên video một ít hơn, thì là mong các bạn thông cảm nhá. S8 thì hôm nay nhà mình vừa mới về được 2 con. Đấy. S8 thì hôm nay nhà mình vừa mới 2 con này. Đấy, S8 đây. Đấy, hình thức là máy đẹp mà hai con này đẹp là trên 90%. Đấy. Con này thì là mình đã dán mặt trước này và mặt sau cho các bạn rồi. Đây. Con này mình đã dán keo là mặt trước này. Đấy. Dán keo mặt trước này và mặt sau cho các bạn nhé. Này. Mình đã dán mặt trước này và mặt sau cho bạn. Con này thì màn hình nó bị hơi bị sức sức vẩy vẩy một chút thôi. Hơi bị sức sức một phẩy, con màu bạc này bị hơi bị sức sức một phẩy một chút. Đấy, bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.400.000 nhá. 3.400.000. Và con màu đen này. Đấy, con màu đen này thì mình cũng bán ra 3.400.000 nhá. Đấy, hai con này đều là màn đẹp nhá. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.400.000 nhá. Con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Và con này là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng, đều là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB nhá. S8 đấy ạ. Con này màu bạc rất là đẹp ạ. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.400.000 nhá. Đây S8 đây ạ. S8 thì nó cũng như của S7 đây. Đây, S7 thì nó to hơn một chút. S8 thì là màn hình kiểu dạng thiết kế kiểu tràn viền, đây S7 tràn viền. Nhưng mà cái thời S7 thì nó lại làm 5.5 nhưng mà to hơn, con này thì 5.8, màn hình cũng độ phân giải là 2K. Các bạn dùng cũng tuyệt vời. Màn hình Note 8 nó tiếc những sản phẩm mà Samsung Note 8 này, S8 này hoặc là S7 này. Ngày xưa nó là siêu phẩm mà đâm là trang Samsung lúc nào cũng ưu đãi cho nó là màn hình là 2K. Các bạn về xem không bao giờ bị lờ mắt, bị lóa mắt nhé. Đây S8 đây ạ. Con này, hai con này bên mình đồng giá với giá là 3.400.000 nhá. S8 này màn đẹp nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 này các bạn nhá, hàng này sớm nhất nhá. S8 các bạn mua về cho chị em phụ nữ dùng thì quá là ok luôn. Quá là tuyệt vời luôn, S8 đây ạ. Đấy. Và đây là hai con Z7 Pro. Z7 Pro thì hôm nay nhà mình vừa mới về được hai con này xong. Z7 Pro đấy. Đều là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Con này là bản Hàn 1 SIM. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu đồng nhá. Máy màu gold đẹp. Máy màu gold cực kỳ là đẹp, đẹp trên 90%. Con này là bản Hàn 1 SIM, bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu đồng. Và con này là bản công ty. Con này là bản công ty 2 SIM. Bên mình cũng bán với giá là 2 triệu đồng nhá. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, con màu gold thì nó đẹp hơn một chút ạ. Bên mình đang bán các bạn đồng giá hai con này là với giá là 2 triệu đồng một con nhá. Con xanh là 2 triệu và con gold này thì là 2 triệu. Samsung Z7 Pro. Đấy các bạn nhá. Con này là bản Hàn 1 SIM. Đấy, bên mình đang bán các bạn giá 2 triệu này. Và con này là bản công ty 2 SIM. Bên mình cũng bán các bạn giá 2 triệu đồng nhá, cực kỳ là sướng nhá. Z7 Pro pin thì 3K6. Màn hình là 5.5 inch, dùng rất là phê, rất là sướng á. Lúc mà thời điểm mới ra nó 6-7 triệu đấy chứ. Thì bây giờ chỉ với giá là 2 triệu thôi. Các bạn dùng nó thật vì quá là ok luôn nhá. Đấy. Và con này là con M20 này. M20 thì hôm nay nhà mình vừa mới về được con này xong. Con M20 này thì nó là màn hình thì là hơn 6 inch. RAM thì là 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhá. Con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng. Đây màn hình thì là hơn 6 inch này. Pin con này thì là hơn 5.000 các bạn nhá. Pin hơn 5.000. Đấy, hình thức là máy đẹp là 90%. Bên mình đang bán bạn giá là 2.100.000 nhá.
Con M20 này là 2,1 triệu này. Tặng kèm với bạn một cái ốp gì nhỉ? Ốp dẻo nhá, 2,1 triệu con M20. Pin 5000. Hai sim hai sóng này, màn hình thì là hơn 6 inch. Tràn viền tai trâu tai bò nhá các bạn nhá. Và đây là con gì nhỉ? Vivo này, con này là Vivo gì nhỉ? Vivo i11 này, con này là i11 nhá. i11 con này thì là màn hình cũng là hơn 6 inch này. i11 RAM 3 bộ nhớ 32GB. Đấy, i11 này. i11. Đấy, màn hình thì là hơn 6 inch này, tràn viền tai trâu tai bò. Pin con này cũng là pin 5000 nhá. Đấy, pin 5000. Pin 5000. Thì hình thức con này cũng còn 90% các bạn nhé. Con này thì bên mình đang bán các bạn giá là 2 triệu đồng này. Con Vivo này, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB đấy ạ. Cái này khác đấy, RAM và bộ nhớ đấy ạ. RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Màn hình thì là hơn 6 inch, tràn viền tai trâu tai bò. Pin thì là gì nhỉ? Pin con này thì là 5000. Bên mình đang bán các bạn với giá là 2 triệu đồng thì các bạn rất là rẻ. Vivo i11 đấy ạ. Những sản phẩm các bạn dùng sản phẩm này thì khỏi phải chê luôn, quá là ok, quá là tuyệt vời luôn, chỉ đập máy mới hỏng thôi nhá, còn bình thường lỗi vặt ít nhá. Đấy, và đây con Note 5 và con Z2 Bride này. Z2 Bride này thì 800k nhá. Z2 Bride các bạn cũng đã quen thuộc rồi, 800k nhá các bạn nhá, chống cháy nhá. Đây, 800k chống cháy, hai sim hai sóng nhá. Z2 Bride các bạn cũng quá quen thuộc con này rồi. Các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là cái em nhỏ đi học rất là ok nhá. 800k nhá. Bên mình có ship 3 miền nên các bạn yên tâm nhá. Thì ở Đà Nẵng thì dịch Covid thì 19 thì mình cũng thấy đâu cũng tình trạng phức tạp lắm. Thì mình cũng chúc các bạn ở Đà Nẵng coi như là cố gắng là khắc phục được dịch. Và đặt hàng thì các bạn không ra ngoài đường được ấy, thì các bạn thể đặt hàng, mua hàng online này tại cửa hàng nhà mình được nhá. Thì mình sẽ ship cho các bạn nhá. Thì bên shipper thì họ vẫn làm việc bình thường mà. Con Note 5 này thì là bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu. Con này thì mình sẽ bán cho bạn bao nhiêu tiền nhỉ? Con Note 5 này đẹp, 2 triệu 3 nhé. Đấy. Đấy, màn đẹp, con này thì màn đẹp. RAM 4GB. RAM 4GB, con này là màn đẹp không ám nhé. RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhé. Note 5 đấy. Đây, Note 5 đấy. Note 5 bên mình đang bán bạn với giá là 2 triệu 300k nhá. Note 5 màu gold đấy, rất là đẹp, 2 triệu 300k nhá. Đấy, rất là đẹp, màn cực kỳ là đẹp. Note 5 đấy, Note 5 đấy, ô trời, cái bút dùng thích lắm các bạn, dùng bút này. Note 5 này nó như Note 8, nó có cái bút hỗ trợ rất là hay nhá, nhưng mà cái bút Note 8 thì nó nhạy hơn nhiều luôn, nhạy hơn nhiều luôn các bạn. Đấy. Note 5 đấy ạ, 2 triệu, con này là gì nhỉ? 2 triệu 300k nha, Note 5 màu hồn rất đẹp đấy, 2 triệu 300k. Và cuối cùng là con này là con gì nhỉ? iPhone 6s Plus đấy, con này là iPhone 6s Plus. Đây. iPhone 6s Plus, con này là bản Mỹ, 64GB, màu hồng. Đấy, con này thì là mình đã thay pin mới cho các bạn 100% rồi, các bạn yên tâm nhé. Đấy, màu hồng, hình thức là đẹp là trên 90%. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3 triệu 600k nhá. iPhone 6S Plus. Đấy, phiên bản Mỹ 64GB. Pin mình đã thay pin mới cho các bạn đấy nhá. Tất cả con này là bình thường nhá, vân chân vân tay đủ hết nhá, chức năng tất cả bình thường nhá. Bên mình đang bán các bạn với giá là 3 triệu 600k nhá. 3 triệu 600k đấy ạ. iPhone 6S Plus đấy ạ, màu hồng. Các bạn tặng cho bạn gái hoặc là người yêu, bà xã rất là ok nhá. Đấy, pin mới nhá, vân chân vân tay đầy đủ. Bản Mỹ 64GB nhá. Đấy, màu hồng, bên mình đang bán các bạn với giá là 3 triệu 600k. Cực kỳ là rẻ nhá. Đấy. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm bên mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo, và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý ra cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem được chọn đầu tiên. Và bây giờ cũng muộn rồi, và xin chúc bạn xem video một buổi tối ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhá. Xin chào và hẹn lại một clip tối ngày mai ạ.